Chất âm quá hay. Các bác cùng Cao Phong đang được thưởng thức chất âm tuyệt vời. Vâng, từ những chiếc đẩy hàng bãi xịn Audio Center đời cao cấp Audio Center VA801. Mỗi kênh là 800 đến 1000 W trên một kênh, đánh cực kỳ căng và hay cho hai cặp full bass 30. Có màn hình LCD báo nhiệt độ cho hai kênh. Báo chế độ các bác đang chơi, màn hình rất là đẹp, sang trọng. Audio Center VA801. Mặt phay nhôm, rất dày, cứng cáp và đẹp. Mặt không có một vết xước. Hàng tuyển chọn, Cao Phong tuyển chọn cực kỳ kỹ. Khi các bác nhận hàng nó rất là đẹp. Tất cả các dòng sản phẩm em tuyển chọn cực kỳ là kỹ càng. Hai volume chất áp cho hai kênh, hai dàn đèn báo tín hiệu khi các bác chơi nó sẽ chớp sáng cực kỳ đẹp. Đó, công tắc và tắt nguồn Audio Center VA801. Cửa sổ làm mát, mặt mũi đẹp, tuyển chọn chơi hay, bày đẹp. Đây là cái điểm 10 cộng cho bác về hình thức bên ngoài. Size 2U, nó chiều cao tầm khoảng 9-10cm. Đấy, rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Và tiến vào cái nội thất bên trong, đầu tiên các bác nhìn thấy một cái nguồn máy áp to, một gang tay đẫy xòe hết cỡ của Cao Phong. Đấy, nó tầm khoảng 22-24cm, dây đồng nguyên chất và dây đồng to. Con đẩy khỏe, nó phải có cái nguồn máy áp lớn, dây đồng. Trên nguồn nó đều có thông số kỹ thuật. Và nó zin nguyên bản từ cái tem này. Tem này là tem xịn của hãng. Đấy, trước khi xuất xưởng là họ sẽ có một cái tem này. Đấy, con nào các bác cũng phải có một cái tem này các bác nhá, tem xịn của hãng. Và con này chạy sò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trên 10 dưới là 20 sò lớn Toshiba. Hắn còn nguyên zin keo của nhà sản xuất, các bác nhìn zin keo này. Và cộng với bù áp nhá, tổng là 40 sò Toshiba. Nguyên vỉ mạch đặc trưng của Audio Center là màu đỏ. Và đẩy Audio Center họ sử dụng luôn tụ của hãng Audio Center, khoác trên mình những logo Audio Center. Con này chạy 2, 4, 6, 8 vào tụ to của hãng Audio Center. Đấy, máy móc bao zin nguyên bản 100%, zin từ những cái tem, zin từ những quạt gió. Dòng này quạt gió của rất êm. Đấy, chơi hai đôi full bass 30 và có chế độ cắt súp. Nếu bác nào muốn đánh súp nó có chế độ cắt súp. Còn nếu bác nào đánh full thì gạt sang stereo, công tắc phía sau. Hàng đẹp long lanh, zin nguyên bản bao zin, đẹp xuất sắc, có màn hình báo nhiệt độ hai kênh. Lưu ý với các bác là những dòng đẩy Audio Center báo nhiệt độ hai kênh nó có thể bằng nhau hoặc là nó có lệch nhau 2-4 độ là hết sức bình thường. Còn nếu lệch nhau khoảng 10-15 độ là các bác lưu ý. Đấy. Còn nếu nó lệch nhau 2-4 độ là bình thường, các bác lưu ý nhá. Đấy, màn hình báo nhiệt độ LCD cho hai kênh. Và nếu các bác bật nguồn lên khi khởi động nó sẽ có chữ Welcome to Audio Center và hiển thị luôn model VA801. Đấy, xong lên nhiệt độ và báo chế độ stereo. Nếu bác nào đánh súp thì nó sẽ báo chế độ súp cho bác. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%. Con này đánh hai cặp full bass 30, tiếng rất hay và đẹp. Hình thức đẹp, chơi hay bài đẹp, tiếng rất hay luôn. Cao Phong đang test mộc trực tiếp mỗi con đẩy, chưa qua lọc, chưa qua van, nhưng mà chất âm của nó phải nói là cực kỳ là đỉnh cao. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Audio Center thì nó quá nổi tiếng về các sản phẩm như là đẩy và loa. Một lần nữa, các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy Audio Center VA801, liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 077-22-60096. Em giao hàng toàn quốc, quá xuất sắc. Và đây, quay về phía sau một chút này, các bác nhìn nha, phía sau nó có đường vào, đường link đủ hết này, tem này, có chế độ gạt cắt súp này, stereo này, gạt đủ các chế độ nha các bác nhá. Và đường ra loa cũng rất new trick này, gen xoáy kẹp đỏ đen này, các bác nhìn nó zin cả những cái tấm xốp lọc bụi ở quạt gió này nhá. Quạt gió zin và nó còn nguyên cả cái xốp lọc bụi này. Đấy, các bác nhìn nhá, zin nguyên bản đến cả những cái xốp này luôn. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy Audio Center, xin mời liên hệ điện tử Cao Phong,
trên nắp nó đều vẫn còn có cái tem xịn của hãng này. Đấy, nắp nó đẹp xuất sắc. Mặt phay nhôm nhá, mặt phay nhôm rất là cứng và đẹp. Các bác mua đẩy, sở hữu được những con đẩy mặt phay nhôm bao giờ nó cũng giá trị hơn là cái mặt sắt. Bởi vì mặt phay nhôm là các bác dùng, nếu tuyển chọn là nó đẹp như này, các bác dùng mấy chục năm không bao giờ nó han mà nó vẫn đẹp. Còn nếu mặt sắt là nó một thời gian là nó tự nó phá nó han. Nhưng mà riêng mặt phay nhôm này nó rất là bền. Đấy, mà tuyển được những con đẹp này các bác dùng vài chục năm nó vẫn cứ đẹp như này. Các bác nhé, chơi hay bài đẹp, còn nhìn con này nó rất là sang. Rất là sang, nó lại có cái màn hình báo này. Đấy, có màn hình màu xanh rất là đẹp. Đấy. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy Audio Center VA801, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong. Số điện thoại 077226096. Em giao hàng toàn quốc. Các bác nhìn cái nội thất của nó này, quá đẹp luôn. Con này nó 2U nhưng nó cực kỳ nặng. Quạt gió chạy rất êm, có chế độ cắt súp cho từng kênh. Nếu bác nào đánh súp thì cắt súp, còn bác nào đánh full thì gạt sang đánh full. Đánh súp cũng hay mà đánh full cũng hay. Dòng đẩy phải nói đẳng cấp chất lượng.